Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 8 tháng 8 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan chớ có thêm hành động nào có thể ảnh hưởng tới quy chế đặc biệt của các vùng tranh chấp là Kashmir và Jammu. Người phát ngôn Stephen Dujarric của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, ông Antonio Guterres hết sức quan ngại trước các tin tức về những hạn chế ở vùng Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát. Vẫn theo lời người phát ngôn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khuyến cáo rằng những hành động đó có thể khiến tình hình nhân quyền trong khu vực tồi tệ đi.